Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Growshop 24 giờ. Có rất nhiều khách hàng bị cao huyết áp gọi điện cho Ngọc Hoa và hỏi rằng nấm linh chi sừng hiêu có thể chữa chứng bệnh cao huyết áp không? Và hôm nay để trả lời cho khách hàng của mình hay cũng chính những thắc mắc mà bạn đang dành cho sản phẩm nấm linh chi sừng hiêu Hàn Quốc thì hôm nay Ngọc Hoa sẽ phân tích cho các bạn nghe tại vì sao nấm linh chi sừng hiêu của Hàn Quốc lại có khả năng chữa được cho các bạn chứng bệnh cao huyết áp, giúp chúng ta cân bằng lại huyết áp để chúng ta giảm thiểu tối đa nguy cơ chúng ta bị mắc các chứng về tai biến hay đột quỵ dẫn đến tử vong. Vâng, phải nói đến thì ở trong nấm linh chi sừng hiêu, các bạn có thể nhìn thấy đấy ạ. Trong nấm linh chi sừng hiêu có hợp chất germanion hữu cơ, nó giúp tăng lượng oxy trong hệ thống tuần hoàn máu. Như các bạn cũng biết thì cao huyết áp nó có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến, ngoài bệnh lý về tim mạch, xơ vữa động mạch vành, hẹp mạch vành hay là tắc nghẽn mạch vành, thì nó còn có nguyên nhân chính nữa, đó chính là thiếu oxy trong cơ thể. Lượng oxy trong cơ thể bị giảm xuống dẫn đến tim phải co bóp nhiều hơn, làm huyết áp của chúng ta tăng lên. Vậy thì hợp chất germanium hữu cơ nó sẽ giúp làm tăng cường lượng oxy trong cơ thể chúng ta, và nó sẽ tăng cường lượng oxy trong máu, giúp hệ thống tuần hoàn một cách tốt hơn, làm giảm nhịp co bóp của tim dẫn đến huyết áp sẽ không bị cao nữa. Ngoài ra thì trong nấm linh chi sừng hiêu còn có hợp chất triterpenoid, nó sẽ giúp làm giảm lượng cholesterol cũng như là chất béo trong máu. Vì các bạn cũng đã biết là khi trong cơ thể của chúng ta có rất nhiều cholesterol thì nó sẽ bám vào các thành mạch và gây hẹp mạch vành, đúng không ạ? Khi mạch vành của chúng ta bị hẹp thì máu sẽ lưu không thông tốt và dẫn đến là tim cũng phải co bóp nhiều hơn, nên huyết áp của chúng ta mới bị tăng. Vậy thì hợp chất triterpenol nó sẽ giúp cho chúng ta loại bỏ các cholesterol xấu cũng như chất béo xấu trong cơ thể gây tắc mạch vành. Một điều thứ ba là hợp chất rất quan trọng có trong nấm linh chi sừng hiêu, đấy là hợp chất adenosine. Nó làm ngăn ngừa sự phân mảng của các tiểu cầu có thể gây tắc nghẽn hệ thống tuần hoàn, nên giúp hệ thống tuần hoàn của chúng ta sẽ được lưu thông cách tốt nhất và sẽ khỏe nhất. Như thế thì khi mà hệ thống tuần hoàn máu của chúng ta lưu thông tốt hơn, tim chúng ta sẽ đập ở mức bình thường, thì huyết áp của chúng ta sẽ được cân bằng trở lại. Các bạn nên nhớ, nếu như tim chúng ta đập quá nhanh thì huyết áp các bạn sẽ tăng lên rất là cao. Vậy thì để giảm thiểu tối đa cái việc mà huyết áp tăng cao, hãy điều chỉnh nhịp tim trở về mức bình thường bằng cách là ngoài chế độ ăn uống, dinh dưỡng, tập luyện thì chúng ta nên bổ sung thêm sản phẩm nấm linh chi sừng hiêu. Chúng ta có thể uống nước hàng ngày, nó sẽ loại bỏ các cholesterol xấu cũng như là giúp hệ thống máu của chúng ta được tuần hoàn tốt hơn, làm cho huyết áp của chúng ta được cân bằng hơn. Vâng, đấy là toàn bộ câu trả lời của Ngọc Hoa dành cho khách hàng của mình, cũng như là cho chính những băn khoăn của bạn đang dành cho sản phẩm nấm linh chi sừng hiêu nếu như bạn là người đang mắc bệnh cao huyết áp. Để tìm hiểu thêm bất cứ một thông tin chi tiết nào về sản phẩm hay là cách sử dụng nấm linh chi sừng hiêu sao cho hiệu quả nhất đối với căn bệnh của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline là 0904886428. Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho bạn cách chi tiết cụ thể về tình hình sức khỏe của bạn cũng như là người thân gia đình bạn đang quan tâm đến sản phẩm nấm sừng hiêu hay bất cứ một sản phẩm nào khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.